I am you. Chào các bạn, mình là Phong VV. Hôm nay thì mình sẽ tư vấn cho những bạn có gương mặt gầy và dài. Thì thời gian vừa qua rất nhiều bạn inbox hỏi mình về cái khuôn mặt. Hôm nay mình sẽ tư vấn trước cho những bạn có gương mặt gầy dài. Thì những bạn có gương mặt gầy và dài thì các bạn lên để kiểu tóc layer. Thì đặc điểm của kiểu tóc layer này là một kiểu tóc để mái xuống, dạng gần như mình, và bên trên có thể uốn bồng bềnh cho lãng tử. Đối với kiểu tóc layer này thì sẽ được rất nhiều những ca sĩ Hàn Quốc ưa chuộng, và trong nước Việt Nam chúng ta cũng có rất nhiều ca sĩ trẻ lựa chọn kiểu tóc layer này. Thì vừa rồi mình đã tư vấn cho các bạn kiểu tóc phù hợp. Thì các bạn nhớ like và subscribe kênh để theo dõi những video tiếp theo.